Từ giờ đến cuối năm 2020, cứ làm năm việc này, năm 2021 sẽ đổi đời giàu sang, tiền đề nghẹt thở. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có lẽ bạn đã từng nghe qua câu nói, trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Để làm nên sự nghiệp thành công rực rỡ thì chúng ta cùng cố gắng và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Có đôi khi bạn phải nếm trải thất bại. Thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có nhiều người dù đã nỗ lực hết sức mình nhưng họ chẳng thể thành công? Bởi họ thiếu đi sự may mắn. Vậy sự may mắn có phải do trời ban hay không? Và chúng ta nên làm gì để trở thành người may mắn, được quý nhân phù trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu? Nếu như quý vị thực sự muốn tìm hiểu thì kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về các bí quyết để kích hoạt tài lộc cho bản thân. Từ giờ đến cuối năm 2020 cứ áp dụng các mẹo này thì sang năm mới sẽ được giàu sang, phú quý, hồng phúc, tề thiên. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Năm hết Tết đến, không khí ở các công ty, doanh nghiệp cũng trở nên vô cùng sôi nổi bởi cuối năm thường là dịp đình bầu, khen thưởng những cá nhân xuất sắc trong năm, xem xét, cân nhắc thăng chức cho những người xứng đáng. Cá nhân bạn trong năm qua đã làm được những gì? Bạn có biết rằng áp dụng phong thủy cuối năm đúng thì sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội để thăng tiến trong dịp cuối năm cũng như tạo nền tảng phát triển trong năm mới. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu ngay những bí kíp phong thủy văn phòng cực kỳ hiệu quả. Bí quyết thứ nhất, chọn chỗ ngồi vững chãi, tránh người qua kẻ lại quá nhiều. Chọn chỗ ngồi phong thủy ở công ty tưởng đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào. Sếp được chọn chỗ ngồi là điều đương nhiên, nhưng nếu bạn là nhân viên thì cần tuân thủ theo sự sắp xếp của cấp trên. Tuy vậy, nếu như chọn được chỗ thì bạn nên chọn nơi nào có núi dựa, cũng như sự nghiệp của bạn sẽ vững chãi, có quý nhân phù trợ ở phía sau nâng đỡ bạn. Chỗ ngồi không có điểm tựa lại là hành lang, lối đi, nhiều người qua lại thì chính là đại kỵ trong văn phòng. Ở trong thế cục này, bạn sẽ dễ bị tiểu nhân phá hoại, vận trình bất ổn, khó thăng quan, tiến chức. Không nên đặt vật sắc bén trên bàn làm việc. Những đồ vật sắc nhọn sẽ mang theo sát khí, lại thuộc hành kim. Trong khi là những tháng cuối năm mang nhiều hành thủy. Trong ngũ hành, kim sinh vượng cho thủy. Trong cuộc sống, những gì quá vượng đều không tốt, sẽ sinh ra điều xấu. Thủy vượng cũng có thể tạo ra tranh chấp, mâu thuẫn nhiều hơn trong các mối quan hệ ở công sở. Sát khí đến từ những vật nhọn sẽ khiến cho các mối quan hệ trở nên căng thẳng và có nhiều áp lực, sự nghiệp khó bề thăng tiến. Bí quyết thứ hai, bài trí thêm cây xanh trong phòng làm việc. Màu xanh của cây cỏ như sức sống trường tồn với thời gian, nó cũng khiến cho con người có tinh thần sảng khoái và thoải mái như được tiếp thêm sức sống. Cuối năm, thời tiết khô hanh, lạnh giá, nếu biết cách lợi dụng phong thủy cuối năm, bài trí thêm cây cảnh ở nơi làm việc hay đặt những cây cảnh trên bàn làm việc thì sẽ mang thêm nhiều sinh khí, giúp cho bạn có thêm hứng thú để làm việc. Cuối năm thủy vượng, mộc của cây ứng với ngũ hành thủy sinh mộc, vận khí chuyển đổi, ngũ hành tương sinh mang lại hiệu quả tốt cho công việc. Làm việc năng suất, nhiều thành công trong công việc, chắc chắn bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để tăng lương, thăng chức. Bí quyết thứ ba, hãy chăm chỉ vận động bất cứ lúc nào. Công việc bận rộn, đôi khi chúng ta ngồi lì một chỗ giải quyết công việc mà chẳng để ý. Thời tiết lạnh cũng khiến chúng ta ngại vận động, đặc biệt sân văn phòng lại càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên, có thể các bạn không biết rằng lười vận động khiến cho không khí xung quanh chúng ta thiếu lưu động. Chỉ cần bạn chú ý, thi thoảng đứng dậy tập thể dục cũng có thể khiến cho các trường khí xung quanh mình di chuyển, đem lại sinh khí. Hơn nữa, vận động còn giúp xương cốt được thư giãn,
tăng cường sức khỏe, tinh thần phấn chấn. Khoa học cũng đã chứng minh vận động giúp cho tinh thần con người vui vẻ và lạc quan. Người có tâm trạng tốt hay nói cười tất được quý nhân để mắt, may mắn cũng nhiều hơn người khác. Bí quyết thứ tư, giữ cho không khí trong phòng lưu thông, thoáng đãng và tránh xa sự ô nhiễm. Không khí có vai trò rất quan trọng trong phong thủy đời sống. Môi trường làm việc nhiều ánh sáng, không khí thoáng đãng, lưu thông liên tục sẽ luôn luôn có luồng sinh khí mới tới. Không khí lưu thông ổn định và chậm rãi theo thể tàng phong, tụ khí rất tốt cho sức khỏe cũng như vận khí của con người. Văn phòng làm việc nên gọn gàng, sạch sẽ, tránh để rác thải bốc mùi gây ô nhiễm. Đồng thời cũng phải chú ý giữ sạch nhà vệ sinh, không để luồng ế khí từ đây ảnh hưởng đến trường khí phong thủy nơi làm việc của bạn. Nếu nhà vệ sinh ở xa thì nên đóng cửa phía đó, còn nếu nhà vệ sinh khép kín thì tốt nhất nên đóng chặt cửa nhà vệ sinh và mở quạt thông gió, tránh để những luồng khí ô nhiễm ở đó làm hỏng vận thế tốt đẹp cuối năm của bạn và cả gia đình. Quý vị thân mến, bất kể chúng ta đang công tác hay làm việc tại bất cứ đơn vị nào thì cũng đều mong muốn nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ những người xung quanh. Đồng thời cũng muốn tránh xa khỏi vận tiểu nhân để được thăng quan, tiến chức nhanh chóng, phân lên như diều gặp gió. Phải làm thế nào để củng cố lại vị thế của bản thân và nâng cao năng lực trong công việc, từ đó được người mến phúc? Bí quyết rất đơn giản, bạn có thể trang bị những linh vật phong thủy sau để cải thiện vận may, đón lộc về nhà. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Ngựa phong thủy, thăng quan, tiến chức. Mỗi con vật, linh vật đều có riêng cho mình một sinh khí và một ý nghĩa tượng trưng riêng. Với ngựa, đó là hình tượng của sự trung thành, quả cảm, luôn biết cách trụ vững trước sóng gió, gian truân và là biểu tượng của sự tiến bước về phía trước. Ngựa phong thủy để bàn làm việc có những ý nghĩa tâm linh nhất định mà người Á Đông sùng bái. Để một chú ngựa phong thủy trên bàn làm việc sẽ giúp công việc luôn thuận lợi, gặt hái được các cơ hội lớn trên bước đường thành công. Ngựa có bản tính phóng khoáng, tự do nhưng không kém phần gan góc, biểu thị cho một người đàn ông kiên cường trước phong ba, bão táp của cuộc đời. Vì vậy mà các vị lãnh đạo nam thường hay chọn ngựa để bàn, thể hiện sự uy nghi của một người đàn ông thành đạt. Hình tượng ngựa thể hiện sự trung thành, vì vậy mà người ta tin rằng để ngựa ở bàn làm việc thì mọi chuyện làm ăn đều sẽ mã đáo thành công, luôn phát đạt như diều gặp gió, và hơn thể sẽ là lâu dài, bền vững như sự bền bỉ trung thành của ngựa cõng tiền tài vào nhà cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, khi mà công ty bạn đang bị đối thủ chơi khăm thì đặt một chú ngựa để bàn cũng sẽ giúp xua tan điểm xui và sự việc sẽ êm đẹp hơn, vận may sẽ đến, tin vui chiến thắng sẽ đến từ chú ngựa này. Hướng tốt để đặt ngựa phong thủy là hướng chính nam, hoặc theo tương quan ngũ hành, bạn có thể chọn hướng hợp với mệnh của mình để đặt ngựa. Điều đó sẽ giúp mệnh của bạn vượng khí hơn rất nhiều, mọi chuyện thuận lợi như ý, đỗ đạt cao và đường công danh rộng mở. Ngoài ra, bạn có thể đặt ngựa trên bàn làm việc theo hướng Tây Bắc, vì dân gian cho rằng loại ngựa được sinh ra ở đồng cỏ Tân Cương Mông Cổ thuộc hướng Tây Bắc. Nếu đặt ngựa hướng đó, cho ngựa hướng về cội nguồn sẽ dễ hút được nhiều linh khí trời đất hội tụ lại nơi văn phòng làm việc của bạn. Thuyền buồm, biểu tượng cho sự thành công. Thuyền buồm là vật đại cát, đại lợi. Theo câu nói dân gian của người xưa, thuận buồm xuôi gió. Câu này vốn dĩ có ý chỉ những người ngư dân ra biển, nếu cánh buồm đúng hướng thì mới đẩy thuyền theo đúng hướng chiều gió được và thuyền sẽ rẽ sóng mà ra khơi. Nhưng với nghĩa bóng được hiểu sâu hơn thì nó mang ý nghĩa là mọi chuyện êm xuôi, tốt đẹp từ công việc gia đình đến công việc làm ăn. Đây cũng là lý do khiến biểu tượng chiếc thuyền buồm trở nên phổ biến hơn trên bàn làm việc của các lãnh đạo. Thuyền buồm biểu trưng cho sự thành công, may mắn, thắng lợi trong kinh doanh, nắm bắt và gặt hái được nhiều cơ hội để thu lại tiền tài, lợi nhuận cho doanh nghiệp, thương nhân. Ngoài ra, thuyền buồm còn là biểu trưng cho sự phóng khoáng, ngút ngàn, vĩ đại của gió. Gió là một yếu tố thiên nhiên rất khó để kiểm soát và là một loại năng lượng sạch. Bởi vật tượng trưng cho gió là tượng trưng cho sinh khí trời đất. Gió sẽ đẩy sự nghiệp của bạn vươn cao hơn, xa hơn, thành công hơn, vì gió là không có điểm dừng. Hình ảnh chiếc thuyền căng gió ra khơi luôn là điểm lành, và người ta tin rằng
để một chiếc thuyền trên bàn làm việc sẽ giúp những thương vụ làm ăn của họ sắp đàm phán sẽ diễn ra tốt đẹp hơn hay phần thắng sẽ nghiêng về phía họ. Vị trí nên đặt thuyền là để trên bàn làm việc đối diện cửa ra vào, nơi hút được nhiều sinh khí trời đất và trực tiếp mang tài vận vào phòng. Không nên đặt thuyền buồm hướng ra ngoài cửa phòng, vì như vậy thuyền sẽ mang hết tiền bạc cũng như cơ hội kinh doanh của bạn đi mất. Đặc biệt, bạn nên chất vào thuyền ít thỏi vàng bạc, tượng trưng mang ý nghĩa tài lộc, đại phú, đại quý cho gia chủ. Tỷ hưu chiêu tài lộc cho chủ nhân. Tỷ hưu là một loài vật thần thú xuất hiện trong các điển tích từ ngàn xưa, được mô tả với sự kết hợp của rất nhiều loại mãnh thú khác nhau. Đặc biệt, tỷ hưu chỉ có miệng mà không có hậu môn, luôn nuốt tiền và cõng trên lưng vàng bạc mà không bao giờ nhả ra, nên được người ta xem trọng là vật trấn giữ tiền của rất tốt. Linh vật này được người Á Đông rất tín bởi ý nghĩa to lớn mà nó đem lại cho sự nghiệp. Nếu có một chú tỷ hưu để bàn thì con đường sự nghiệp của bạn sẽ luôn rộng mở. Đương nhiên, cũng phải bao gồm sự cố gắng, nỗ lực của bản thân bạn thì mới có hiệu quả. Tỷ hưu sẽ giúp bạn gặp dữ, hóa lành, nhiều điều may mắn hơn, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống, tình cảm và gia đình. Vì vậy mà không những để bàn làm việc mà bạn có thể để tỷ hưu trong phòng khách gia đình cũng rất hợp lý, vượng cho gia chủ. Sự dung mãnh của tỷ hưu hút được linh khí trời đất sẽ xua đuổi đi các điểm xấu xảy đến xung quanh bạn và người thân. Sự nghiệp lên xuống thất thường của bạn cũng nhờ vậy mà được ổn định lâu dài, bền vững hơn. Tỷ hưu là thần thú, vì vậy ngoài tiền bạc, chúng còn ăn các con vật tà ác, khiến tà khí không xâm nhập vào, gây những tai nạn bất ngờ, không ngờ. Gây những tai nạn bất chắc, không ngờ đến cho bạn. Tỷ hưu cõng trên lưng tiền bạc thì giúp mang đến tài lộc, cơ hội kinh doanh thành công, các mối làm ăn lớn, đánh bại được đối thủ trên thương trường, lương lậu luôn đầy túi. Trong khi loại tỷ hưu có một sừng để tại bàn làm việc với mong muốn tránh được vận xui rủi để làm ăn suôn sẻ hơn, bạn nên đặt tỷ hưu ở hướng tài của chiếc bàn làm việc, đồng thời đặt ở vị trí trang trọng trên bàn, thể hiện sự uy nghiêm, trang trọng và thành kính. Xung quanh vị trí đặt tỷ hưu nên được dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng, không được bừa bộn làm tiêu tan hết linh khí trời đất. Tuyệt đối không được để tỷ hưu quay mặt ra cửa sổ hoặc cửa ra vào của văn phòng. Vì theo phong thủy, hướng ra cửa sẽ khiến tiền bạc bị trôi ra ngoài và thất thoát tiền, nên quanh năm công việc sẽ luôn bấp bênh, trôi nổi, không làm được cố định chỗ nào. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.